Kính chào các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ghép cũng như là sử dụng chiếc xe lăn ghép mạch để di chuyển những bệnh nhân liệt một cách rất là thuận lợi. Để lắp ghép chiếc xe lăn này thì trước tiên chúng ta cần phải lắp cái phần tựa lưng màu vàng vào ghế, và sau đó thì chúng ta sẽ cố định ghế với lại trụ đứng thông qua một cái thanh suốt bằng kim loại, chúng ta sẽ xuyên qua, sau đó thì chúng ta sẽ cố định chặt lại qua cái con ốc để liên kết hai cái phần này. Và sau đó chúng ta sẽ lắp trụ đứng lên khung xe. Khung xe đã được khóa rồi để cho bánh xe không di chuyển. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp cả hai bên tương tự nhau và khóa các khóa hoa mai ở hai bên để cố định cái phần trụ chắc vào cái phần khung xe. Khi đã cố định xong thì chúng ta sẽ khóa lại các cái khóa ở phía đằng sau và luồn thanh kim loại để lắp phần bô ở dưới ghế và lắp phần đệm ở phía trên. Thì ngay lập tức chúng ta đã có một chiếc xe lăn ghép mạch để di chuyển bệnh nhân rất là thuận lợi. Đây là hình ảnh sử dụng chiếc xe lăn này, quý vị có thể quan sát này. Chúng ta chỉ cần đẩy đến trước mặt bệnh nhân, sau đó tách hai mảnh ra và luồn dưới mông bệnh nhân, ghép hai mảnh lại. Và chúng ta sẽ khóa chặt các cái khóa ở đằng sau đã được thiết kế sẵn rồi, rất là chắc chắn. Sau đó thì chúng ta đã có thể di chuyển bệnh nhân đến các cái vị trí ở không gian trong nhà để xem phim, đọc báo hay là đi vệ sinh ở toilet và tắm rửa. Ở đây là một chiếc xe lăn có thể nâng hạ chiều cao, do đó chúng ta sẽ tiếp cận để di chuyển bệnh nhân rất là thuận lợi. Quý vị và các bạn quan tâm về chiếc xe lăn này thì có thể liên hệ với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.